Tổng Bí thư Tô Lâm là một lãnh đạo nguy hiểm và tàn độc hơn Tổng Trọng hay không? Bình luận về tình hình chính trị Việt Nam nói chung và về ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng. Giới phân tích quốc tế đánh giá, việc ông Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ 14 là điều chắc chắn. Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là một viên chức an ninh có ảnh hưởng và là một người sẵn sàng sử dụng các hồ sơ mật để đánh gục mọi nhân vật đang nổi lên trong đảng. Đáng chú ý có đánh giá cho rằng ông Tô Lâm không giống như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng lại rất giống với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là một nhân vật thực dụng, thức thời nhưng rõ ràng sự lạm quyền, bất chấp các quy định của đảng, tiếng Tô Lâm không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng. Chỉ khác là trước đây, nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn làm bất cứ điều gì nhằm mục đích có lợi cho cá nhân và đồng đảng, thì ông Trọng phải sửa đổi các quy định cũ của đảng theo lối đẽo cày cho vừa dày. Ông Trọng không bao giờ dám bất chấp tất cả như Tô Lâm trong thời gian gần đây. Tại sao lại nói như vậy? Điểm lại hành trình thăng tiến và củng cố quyền lực của ông Tô Lâm trong thời gian kể từ tháng 5 năm 2024 đến nay sẽ thấy điều đó. Trước đó, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã húc đổ các lô cốt cản đường như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ hay Trương Thị Mai. Trên danh chính ngôn thuận, thời điểm đó ông Tô Lâm vẫn là kẻ đầu sai, Trọng chỉ đâu, Lâm đánh đấy. Tuy nhiên, không thể giải thích lý do tại sao ông Trọng lại sai Tô Lâm dỡ bỏ hai ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng Bí thư tại Đại hội 14 là Thưởng và Huệ. Bởi đây là hai nhân sự do Tổng Bí thư Trọng dày dặn nhiều năm chăm bẵm. Điều đó khác gì ông Trọng tự bắn vào chân mình. Do đó chỉ có một khả năng là Tô Lâm bắt đầu thực hiện âm mưu đảo chính không tiến súng từ đầu năm 2024 khi sức khỏe của ông Trọng sa sút đến mức thời gian nằm viện 108 dài gấp nhiều lần thời gian ông làm việc tại trụ sở Trung ương Đảng. Khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được phân công giữ chức Chủ tịch nước, ông còn muốn kiêm nhiệm cả chức Bộ trưởng Bộ Công an nhưng không được chấp nhận. Đứng sau hậu trường, ông Tô Lâm đã làm cho tổ chức hội nghị lãnh đạo ngành công an gửi kiến nghị cho Bộ Chính trị yêu cầu chuẩn thuận cho Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là một người đồng hiên hương yên với ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là một sự kiện hy hữu chưa từng thấy khi ông đưa người đồng hương với mình vào giữ chức vụ quan trọng này. Vấn đề khiến công luận ngạc nhiên đó là ông Lương Tam Quang là trường hợp đầu tiên không phải là ủy viên Bộ Chính trị mà vẫn được chọn làm Bộ trưởng Bộ Công an. Song chuyện chưa dừng ở đó, vào ngày 16 tháng 8, ông Quang lại tiếp tục được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị cho dù điều đó trái với quy định số 214 của QĐ-TV. Tại sao ông Quang lại trở thành trường hợp đặc biệt? Chưa biết, điều tương tự cũng xảy ra với trường hợp Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc, cũng là đồng hương Hưng Yên với ông Tô Lâm, được điều động làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng và cũng 2 tháng sau được bầu vào Ban Bí thư trái với quy định số 214. Nghĩa là Tổng Bí thư Tô Lâm đã liên tiếp vi phạm dẫn đến việc quy định 214 đã bị vô hiệu hóa. Một vấn đề mà công luận đến nay vẫn tiếp tục nghi ngờ nhưng chưa có lời giải thích đó là phải chăng ông Tô Lâm có khả năng kiểm soát và có thể đã can thiệp trực tiếp đến sinh mệnh ông Trọng để lên kế hoạch đảo chính không tiếng súng như đồn đoán. Điều đó liên quan gì đến tin đồn ông Trọng đã bị rút ống thở dẫn đến cái chết của ông? Mà truyền thông nhà nước công bố có thông tin về hình ảnh cũng như các tin tức cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bệnh tật chưa tới mức nguy kịch như thế. Công luận đòi hỏi các cơ quan chức năng cần điều tra, làm sáng tỏ và có câu trả lời cho nhân dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm là một lãnh đạo nguy hiểm và tàn độc hơn Tổng Trọng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Việc Quốc hội bầu lại Chủ tịch nước là thách thức không nhỏ với Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong phiên họp bất thường lần thứ 8 vào ngày 26 tháng 8, Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng mới cho nhiệm kỳ 2021-2026.
giới quan sát xem đây là một đợt cải tổ nhân sự tương đối lớn sau khi ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí Thư. Đáng chú ý, vào cuối phiên họp bất thường trên, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết thêm, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới vào tháng 10 tới đây, trong kỳ họp Quốc hội thường niên. Đây là thông tin chấm dứt các đồn đoán lâu nay về việc ông Tô Lâm có từ bỏ chức Chủ tịch nước hay không. Đây là điều mà Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn không muốn. Nếu không được giữ chức Chủ tịch nước thì nó sẽ cản trở rất lớn cho các hoạt động đối ngoại của Tổng Bí Thư và vai trò người thống lĩnh các lực lượng vũ trang sẽ không thuộc về ông. Theo một số nhận xét được chia sẻ, cho thời điểm hiện nay, mọi chủ trương hay ý đồ của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều được cụ thể hóa trên thực tế một cách nhanh chóng và khó có thể đảo ngược. Cũng theo giới quan sát quốc tế, lý do lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tạm thời ưu ái để cho ông Tô Lâm đóng một lúc hai vai trò là nhằm tạo điều kiện cho Tô Lâm trong chuyến công du Trung Quốc vào trung tuần tháng 8 vừa qua, cũng như chuyến đi Hoa Kỳ dự kiến từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9 sắp tới. Trong chuyến thăm Bắc Kinh, hai vai trò giúp ông Tô Lâm có vị thế ngang hàng, đồng cấp với ông Tập Cận Bình, còn tư cách Chủ tịch nước giúp ông dự phiên họp khóa 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có thể kết hợp gặp gỡ giới chức lãnh đạo Hoa Kỳ. Trong khi tập thể Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng đòi hỏi phải duy trì nguyên tắc có sự phân quyền trong tổ chức và lãnh đạo, với lý do để tránh tập trung quyền lực quá lớn vào một cá nhân dẫn đến tình trạng độc đoán, độc tài như thời ông Tổng Bí thư Lê Duẩn. Điều đó là trái với tinh thần lãnh đạo tập thể. Ngoài ra, xét về bề dày kinh nghiệm và các chuẩn mực của lãnh đạo tối cao, ông Tô Lâm được đánh giá là người có hồ sơ lãnh đạo cấp cao khá mỏng. Các đời Tổng Bí thư gần đây đều đã làm trọn một nhiệm kỳ 5 năm trong tứ trụ hoặc trên cương vị thường trực Ban Bí thư. Trong khi đó, ông Tô Lâm chỉ mới được bầu vào tứ trụ vào hồi trung tuần tháng 5 năm 2024. Nghĩa là ông chưa phục vụ chọn một nhiệm kỳ với tư cách là Chủ tịch nước, nhưng ông vẫn được chọn kế nhiệm Tổng Bí thư. Đây là điều trái với quy định số 274 về tiêu chuẩn trở thành người lãnh đạo của Đảng. Những điều việc ở trên cho thấy nội bộ Đảng đã chịu một sức ép rất lớn sau khi ông Tô Lâm lên cầm quyền, cũng như nội bộ Đảng chưa có được sự đồng thuận theo kiểu nhất hồ bá ứng. Theo một số ý kiến, ông Tô Lâm trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước bị đánh giá là đang ở trong bối cảnh thập diện mai phục. Ông và phe cánh đã và đang phải đối diện với một tình thế nội công ngoại kích của một số cá nhân và phe cánh trong Đảng. Những người này đang nỗ lực chống lại ý định trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc của ông Tô Lâm. Trong nhiều sự vụ gần đây, người ta thấy ông Tô Lâm đã phải đặt vấn đề bàn thảo các phe cánh khác nhau để tạo sự đồng thuận. Thậm chí Tổng Bí thư Tô Lâm phải chấp nhận tháo lui dự kiến bố trí Bí thư Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa sang làm Bộ trưởng Bộ Tài chính là một ví dụ. Tuy nhiên, từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 còn có 16 tháng. Đó là thời gian để các cá nhân, phe cánh trong Đảng nỗ lực đảo ngược lại tình thế. Cũng như thế, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bằng nỗ lực cao nhất của mình để khẳng định quyền lực độc tôn. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin, việc Quốc hội bầu lại Chủ tịch nước là thách thức không nhỏ với Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.